Rồi, kính xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là con Samsung S22 thường các bác nhé. Thì con này là bản thấp nhất trong cái dòng S22 năm ngoái. Thì con này là màu trắng. Thì như các bác cũng biết rồi đấy, trên cái S22 series thì cái hiện tượng mà bị hay bị kiểu như là chóc sơn ấy thì nhiều bác cũng đã biết rồi. Nhiều bác không biết thì có thể bây giờ các bác biết. Thì nếu như mà cái lỗi chóc sơn ấy, các bác dùng những cái bản như kiểu ở bản màu đen như em đang có cái con S23 Ultra này, nó màu đen như này này, thì nó nhìn chóp sơn thì thoảng nhìn nó lấm chấm ấy, khá là khó chịu các bác nhé. Tuy nhiên ấy, thì trên cái con phiên bản màu trắng như này này thì cái hiện tượng chóp sơn lại không có các bác nhé. Cái này thì em bảo là không phải không có mà là các bác sẽ rất là khó phát hiện ra, tại vì khi mà nó bị xước bé hay là bị chóp sơn thì cái màu trắng này này nó sẽ khó nhìn thấy, khó phát hiện ấy. Và ngay cả em đang có cái bản màu trắng này, cái khung viền này này em cảm giác như là nó không phải là sơn nữa mà nó là một lớp lớp mạ gì đấy, nó trông nó như kiểu là nó khó bị chóc hơn là những cái màu khác ấy. Em đang đang là nêu ý tưởng cá nhân thôi nhé, thì em thấy nó như vậy thì em nói như vậy thôi. Còn không biết các bác nghĩ như nào thì em nghĩ là cái bản màu trắng này nó sẽ hạn chế cái việc mà chóc sơn hơn. Thì đây, cái con này thì là bản Mỹ và bản này là bản AT&T và hai sim các bác nhé, thì một sim vật lý và một sim eSIM. Thì em sẽ cho các bác xem cái ngoại hình nó luôn các bác nhé. Thì con này thì là nó cũng có xước nhé, có xước hơn một chút, thì cứ sờ cho các bác từ từ. Đây, thì đây là cái cạnh dưới đấy các bác. Cạnh dưới này thì nó cũng có sẽ có vài cái vết xước răng ở cái khu chân sạc này này đấy, do cắm đi cắm lại nhiều mà đấy. Như anh điện thì các bác sẽ thấy một vài cái vết xước răng thì cũng không tránh khỏi được, tại vì cái màu này này nó sẽ xước răng các bạn đấy. Nhưng mà như này nó còn rất là mới rồi. Rồi, ok, đây là cạnh trái này, cạnh trái thì không có phím bấm gì đó, nó cũng còn rất là đẹp đó, không hề có vết cấn gì, chỉ có vết xước răm răm kiểu là do thời gian dùng thôi chứ không phải là rơi cấn móp gì. Rồi, ok, còn đây là cạnh trên này, cạnh trên cũng thế, cũng sẽ có một vài cái vết xước răm đó. Rồi, còn đây là cạnh phải này, cạnh phải thì cũng thế, cũng sẽ chỉ có vài cái xước răm thôi, còn lại thì rất là mới. Ok các bác, thì hoàn toàn cái máy này về các bác dùng trần hay là dùng ốp gì thì nó cũng rất là đẹp các bạn. Ok, thì đây là cái cạnh mặt lưng đây. Thì mặt lưng màu màu trắng này thì đây các bác hoàn toàn thấy đây là mặt lưng này, khu này thì hoàn toàn là không không thấy có vết xước nào cả các bác nhé. Thì chỉ có cái chỗ viền camera này này, chỗ khung trên này này, đây chỗ này này, đấy, thì nó hơi hơi xước răm răm chút này đấy. Dưới này thì không bị, dưới này thì không bị thôi nhá, và những cái cạnh này không bị. Và đây là cái cụm camera, mình lau sạch đi xem nào. Đây các bác, thì cụm camera của con này em thấy là nó gần như em thấy là không có cái vết xước nào cả các bác nhé. Đây các bác có thể thấy nó hơi ánh điện hơi khó nhìn đấy các bác. Đây các bác thấy này, hơi khó nhìn nhỉ, ánh điện nào dễ nhìn. Đây ánh điện này thì đây các bác thần có thể thấy là nó cũng không có vết xước nào cả đó, cho các bác yên tâm nhé. Để em soi hẳn cái ánh điện vào đây, tại vì cái cụm camera là cái mà các bác hay quan tâm ấy, nó không xước thì chụp nó sẽ đẹp. Đây hoàn toàn là con này là không xước các bác nhé, đấy rất là đẹp luôn đấy, cho các bác cứ yên tâm nhé các bác nhé. Rồi, ok, còn đây là mặt trước thì em nghĩ là mặt trước nó sẽ có xước răm thôi. Con máy ra đến cái đây hơn năm rồi, năm rồi thì chắc chắn nó phải có xước răm thôi, tuy nhiên thì còn rất là chấp nhận được các bác nhé. Đây này, còn khá là đẹp đấy, cũng chỉ có vài cái xước răm thôi đó. Ok các bác, đấy hoàn toàn con này em có thể đánh giá được nó vẫn tầm khoảng 99% thôi nhé. Còn đấy là ý kiến đánh giá của em thôi, còn tùy các bác khó tính thì bảo nó như này không được 99% thì tùy thôi. Các bác nhiều bác thì bảo là 99% và là không một vết xước nào thì thôi, đấy ý kiến của các bác, em cũng không 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 có phản đối hay là đồng tình gì cả, đây mỗi ý kiến của mỗi người thôi đấy. Ok các bác nhé, thì các bác biết rồi, trên cái dòng S22 series năm ngoái thì là những cái loại như kiểu là S22 thường và S22 cộng thì cái bốn cái viền màn hình nó rất là đều nhau,
nó cho cảm giác rất là cân đối. Nếu là các bác nào mà kiểu là thích sự hoàn mỹ, thích sự cầu toàn ấy, em cũng thế. Hồi xưa em cũng đã dùng cái con S22 cộng ấy, nó cũng vì em thích là cái thích cái bốn cái viền xung quanh này nó đều nhau các bạn, nó không có bị lệch như con S23 Ultra mang cộng em dùng này, này thì cái phần dưới này nó vẫn là hơi dày hơn chút các bác nhé. À. Rồi ok, thì em sẽ test qua mấy cái chức năng mà con này có thể test được. Đây, ví dụ như vào cái lệnh sao tăng không sao tăng đây, và lệnh này thì các bác có thể là test được cái màn hình này, màu đỏ này, màu xanh này, màu xanh dương này, đấy, đấy test mấy cái rung này, rất mạnh này các bác nhé. Cái này cái gì, cái gì đây, đây cái cam thì phải, thôi cam thì nữa vào ăn khiến test cho các bác nhé. Ok các bạn. À nó test rất cao các bạn. Ok, rồi nào test nốt đi nào. Rồi thì trong này nó có cái phần test áp suất đây. Thì các bác thể thấy áp suất này. Áp suất nó còn nhảy bình thường thôi nhá. Đây cái phần barometer sensor này. À, này đấy. Đấy, còn nhảy rất là mạnh các bạn nhá. Đấy, các bạn yên tâm. Và chỗ này quan trọng là cái mic này, cái mic này các bạn quan tâm này. Đấy, cái thổi này. Đó, mic dưới ok này, mic trên này. Ok này. Mic ở đây mình chả biết mic nằm đâu ấy. Đấy, thì nó vẫn ok bình thường các bạn nhé. Ok luôn. À, màu đen này, đấy, không hề có cái điểm điểm ảnh chết nào các bạn nhé. Ồ, ra thoát cho nhau nhỉ. Rồi ok. À đây, có đây có cái phần cảm ứng nữa này, kẹt cho các bác luôn cái phần cảm ứng. Ok các bác. Điểm nào chưa test nhỉ? Ok luôn. Rồi ok à, thì có một cái phần pin nữa. Phần pin thì em có tải cái phần mềm ADA64 này đây. Thì cũng cứ vào đây cho các bác test. Thì như cái phần mềm này nó báo ấy là cái con này là pin là 3.700 đúng không? Thì giờ nó còn 3.590, coi như còn gần tầm khoảng 3.600 nữa. Thì coi như nó chai mất 100 mili rồi. Thì cái này thì cũng không biết là mạnh hay là yếu, thì tùy các bác đánh giá nhé. Như em thấy là rất là ngon luôn đấy. Rồi, và con này thì là còn L1 các bác nhé. Đây, thấy các bác thấy không? Còn L1 nhé, dành cho bác nào mà xem phim ở trên điện thoại ấy, à, còn L1 nhé. Ok. Và đây là hai sim của nó đây. Đây các bác. Từ đây hai sim đây. Một sim vật lý và một eSIM thì em sẽ nghe gọi luôn. Wi-Fi bình thường các bác nhé. Em sẽ tắt Wi-Fi đi. Đây, và nghe gọi. À, tiệm cận bình thường các bác nhé. Đó. 4G bình thường các bác nhé. Đó. Rồi, ok các bác. Thì con này sẽ bảo đảm cho các bác là tất cả các chức năng trên con này đều bình thường hết. Áp suất còn, L1 cũng còn. Chỉ có cái ngoại hình của nó là cái phần trên của camera này này. Đấy là nó hơi xước một chút thôi. Còn lại thì coi như là đẹp hết các bác nhé. Đấy, và nhiều bác thì sẽ nghĩ là pin pin của con S23 quên S22 thường này này nó sẽ yếu, thì đúng thật nếu mà so với S22 cộng và S22 Ultra cùng thời thì đúng là con này yếu hơn, tại vì pin nó chỉ có 3.700 thôi, còn S22 cộng thì là 4.500, thì con này đương nhiên nó sẽ phải thua rồi. Nhưng mà vấn đề là con này mà nó nhỏ ấy, thì nó sẽ cái mức sử dụng pin ấy, cái mức tiêu thụ pin ấy, nó cũng chỉ thua cái con S2 cộng một chút thôi, chứ không phải là nó yếu quá như anh em, như nhiều anh em nói là nó quá yếu. Thứ gì con này em dùng cả hôm nay rồi em thấy nó vẫn có đủ dùng, nó phải on screen được khoảng tầm 5 đến 6 tiếng các bác nhé. Đấy là chuyện rất bình thường. Đấy, còn các bác cày game thì không biết, còn tác dụng bình thường thì em thấy nó vẫn đủ dùng cho các bác thoải mái. Và nữa con này cũng sạc cũng khá ngon, tuy không sạc nhanh như mấy con hàng tàu nhưng mà sạc cũng ngon, và chắc chắn là ngon hơn mấy con LG. LG sạc thì lâu lắm,
thì các bác cũng dùng LG quen thì các bác biết rồi. Rồi ok, con này thì em đang bán với giá là 8 triệu rưỡi các bác nhé. Ok, bác nào cần thì liên lạc với em số điện thoại trên góc màn hình nhé. Chào các bác.